Thông tin từ quận Liên Chiểu cho biết với 10 ca mắc mới COVID-19 vừa ghi nhận hôm qua ngày 20 tháng 7, đến nay trên địa bàn quận đã có tổng cộng 69 ca bệnh COVID-19, đa số đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm xuất phát từ công ty điện tử Hoa Việt Hoa đóng tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Hiện nay thì phường Hòa Khánh Bắc là địa phương nóng nhất với 37 ca bệnh, tiếp đến là Hòa Khánh Nam 11 ca, Hòa Minh 11 ca. Để ngăn chặn dịch lây lan diện rộng thì quận đã thiết lập 31 điểm phong tỏa, đồng thời truy vết các trường hợp F1, F2 và F nguy cơ để có biện pháp can thiệp y tế phù hợp. Cùng với việc xét nghiệm 100% hộ gia đình tại phường Hòa Khánh Bắc đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 thì đến nay, quận Liên Chiểu cũng đã tiến hành xét nghiệm đại diện hộ gia đình và lực lượng công nhân cư trú trên địa bàn để đánh giá tổng thể nguy cơ lây nhiễm.